Chào tất cả anh chị và các bạn. Thì ở đây là tôi đang đi bảo dưỡng, bảo hành công trình của công ty cổ phần mái nhà Việt. Đang tiến hành thay cái viên ngói này. Thay cái viên ngói này thì các bạn hãy xem cái quy trình cụ thể của cái viên ngói này như nào nhá. Nó chỉ hơi lấp một tí thôi nhưng tôi sẽ thay. Đó, thì đầu tiên là các bạn hãy đập cái viên ngói này ra, đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Đấy. Đó. Cái công trình đã thi công cách đây mấy năm nhưng mà bây giờ là được 2 năm rồi. Đó, các bạn hãy thay và lấy cái viên ngói cũ ra, đúng không ạ? Ngói vít dưới đây anh ạ, mình lấy vít ra. Đấy, và phải lấy vít ra các bạn nhé. Lấy cái vít ở cái viên ngói này ra thì mới lấy được tất cả những cái mẩu gần. Đây các bạn kê hai cái viên ngói hai bên lên nhá. Kê hai viên ngói hai bên lên và các bạn đẩy cái viên ngói này vào. Đấy, đẩy cái viên ngói này vào trong. Đó. Kê hai bên lên. Sau đó là sử dụng lực đẩy cái viên ngói này vào trong. Đó. Và các bạn điều chỉnh, cân chỉnh lại cái viên ngói làm sao cho nó thẳng hàng.